Xin chào quý khán giả đến với chương trình Điểm tin thể thao. Mở đầu chương trình hôm nay là tin vui cho thể thao Việt Nam khi boxing nữ Việt Nam bất ngờ giành huy chương vàng giải boxing quốc tế Balkan 2015. Thưa quý vị, Nguyễn Thị Huyền Phương đã giành được một huy chương vàng boxing ở hạng cân 48kg trong giải đấu quốc tế diễn ra tại Bulgaria. Bên cạnh đó, Hà Thị Linh cũng giành được huy chương bạc ở hạng 57kg. Hai huy chương này đã đem lại bất ngờ lớn cho đội tuyển boxing nữ Việt Nam khi tham dự giải chỉ với 4 thành viên. Sau vụ khủng bố diễn ra tại Paris vào thứ 6 tuần trước, nhiều người lo ngại cho sự an toàn của ngày hội bóng đá Euro 2016 sẽ được diễn ra tại Pháp năm sau. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá châu Âu khẳng định sẽ có biện pháp an ninh đủ để giải vô địch cúp các quốc gia châu Âu diễn ra an toàn. Lễ bốc thăm chi bảng Euro 2016 sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 12 sắp tới tại Paris. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 2016. Vẫn liên quan đến bóng đá, Sun Sport vừa đưa tin một liên minh gồm những nhân vật cấp cao trong thể thao, kinh doanh và chính trị đã họp về kế hoạch chính sách bảo hiểm, đề phòng nếu sau cuộc bầu cử tân chủ tịch cho FIFA vào ngày 26 tháng 2 năm 2016, mà FIFA vẫn còn tình trạng tham nhũng và gian lận tài chính, thì sẽ có một ủy ban độc lập sẽ thay thế FIFA lãnh đạo bóng đá thế giới và quản lý doanh thu. Ở Điền Kinh, Liên đoàn Điền Kinh Quốc tế gọi tắt là IAAD vừa ra quyết định cấm vô thời hạn với Điền Kinh Nga tại tất cả giải đấu thế giới do dính líu tới doping, mà trong đó, theo Cơ quan Chống Doping Thế giới, tại Nga từng có chương trình doping được nhà nước bảo trợ. Tuy nhiên, những vận động viên Điền Kinh của Nga vẫn có thể đăng ký tham dự các giải đấu quốc tế với tư cách là vận động viên độc lập. Về quần vợt, tối ngày 17 tháng 11 vừa qua, người hâm mộ banh nỉ đã được xem một trận đấu hấp dẫn khi Roger Federer đánh bại tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic, giành lượt vào bán kết ATP Finals chỉ trong 77 phút bằng 2 set 7-5-6-2. Ngoài ra, trận đấu tối ngày 18 tháng 11 cũng gây ra bất ngờ cho khán giả khi tay vợt số 2 thế giới Andy Murray bị đánh bại trước Rafael Nadal. Giành chiến thắng 6-4-6-1 sau 92 phút thi đấu, Nadal đang có lợi thế rất lớn, giành quyền vào bán kết ATP Finals. Và cuối cùng thưa quý vị, Lewis Hamilton gần đây đã kém may mắn khi để vụt chiến thắng tại đường đua Interlagos vào tay đồng đội Nico Rosberg và có thể bị FIA tước vai trò đại sứ giao thông sau khi gây ra tai nạn với tốc độ 322 km/h khi tông vào 3 chiếc xe đậu bên đường vào lúc 3 giờ sáng. Vừa rồi là những sự kiện thể thao đáng chú ý trong tuần qua. Phương Anh xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau.